Đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trước máy quay, chúng ta lại đang được tham khảo và cùng trải nghiệm lại một cặp loa nổi tiếng đến từ Mỹ siêu khủng long nữa, với cặp loa PV Monen BVK118 Series 3. Đây là một trong những Monen lớn và cũng là Monen hết tầm. Khi chúng ta đã thấy rằng ví dụ như là Bose thì đến Series 3 là hết tầm, thì PV cũng vậy. Chúng ta sẽ thấy được rằng model PV BVK118 Series 3 đến từ Mỹ siêu khủng long. Với cấu hình được trang bị phần thùng gỗ sồi và được bọc composite siêu bền, cao 1m, chiều ngang 68, hậu sâu tới trên 50cm và trọng lượng nặng tới 1 tạ 2 trước máy quay. Với công suất trung bình cho cặp loa này ở ngưỡng 1.400W trên trở kháng 8 ohm. Và đồng thời đây cũng là một trong những cặp loa có độ nhạy cao tới 128dB. Với phong cách chơi được đa dạng các thể loại nhạc, và chúng ta thấy được rằng trong đoạn nhạc quen thuộc vừa rồi, quý vị có thể thấy được chất âm và uy lực mạnh mẽ với đặc trưng giải trầm mềm và sâu thẳm tới lòng đất của dòng loa PV, nhất là những model đứng đầu của hãng. Kết hợp với phần trung kèn và check kèn, chúng ta sẽ thấy được rằng model này thể hiện mang tới cho người nghe chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát lại trên cặp loa siêu khủng long có trọng lượng 1 tạ 2 và công suất 1.400W này. Quý vị sẽ thấy được rằng đây là một trong những cặp loa rất đáng chơi và đáng sưu tầm, và cũng là phong cách chơi nhạc mạnh mẽ kết hợp với những thể loại nhạc mềm mại và sở hữu cho những căn phòng khách lớn 50, một vài trăm mét vuông hoặc các nhà hàng, quán bar hay vũ trường. Chúng ta lưu ý rằng khi mà quý vị sở hữu những cặp loa này, chúng ta sẽ không bao giờ biết tới súp và trầm là gì. Với uy lực dư thừa, bát sâu thẳm tới lòng đất, trung kèn và chắc kèn lớn, chúng ta sẽ thấy được rằng nó khá là tuyệt vời. Mời quý vị và anh em chúng ta cùng tham khảo và cùng trải nghiệm. Sở hữu phần thùng gỗ được bọc composite siêu bền của cặp PV model PS1BVK118 Series 3, với hai tay cầm phía hai bên hông rất chắc chắn và rất là bệ vệ. Cao 1m, chiều ngang 68, hậu sâu 50cm, trọng lượng nặng 1 tạ 2. Cho cặp loa có công suất 1.400W, độ nhạy cao 128dB trên trở kháng 8 ohm. Với thiết kế, chúng ta cùng quan sát trên cặp loa này được trang bị một bát siêu trầm đường kính 40cm, sở hữu gân vải 4 sóng tẩm dầu siêu bền,
xương đúc và sở hữu cái nam châm từ lớn tới 22 phân. Trên cái thùng cao to lớn và hai ống hơi hình chữ nhật thở về mặt trước mang lại uy lực của giải châm cho model BV Dub 118 3 na mã hết tầm của hãng PV. Chất âm cực kỳ là tuyệt vời. 3 na mã có nghĩa rằng nó cao cấp hơn những đời trơn của hãng PV đến từ USA. Một quả trung càn với đường kính miệng tới 40 cm, củ từ 16 phân. Một quả check càn tai voi sở hữu vuông 15 cm và được trang bị củ từ 16 phân. Với cấu hình của cặp loa có công suất 1400W, đây là một trong những cặp loa có phong cách mạnh mẽ của một vũ trường di động và nó có thể chơi được đa dạng các thể loại nhạc. Hoàn toàn khi karaoke chuyên nghiệp mà chúng ta sẽ không tốn tới một xu đầu tư súp và trầm, bản chất bass của nó xuống đã rất sâu và rất là mạnh mẽ. Quý vị sẽ thấy được rằng với phần thông số ấn tượng và cấu hình check kèn tai voi và trung kèn ngấn lớn và bass siêu trầm. Đường kính của bass siêu trầm này nó là 50 cm, anh em lưu ý nhé, 50 cm, nòng loa rất sâu và được thiết kế sóng giảm chấn siêu bền, gân xếp tẩm dầu từ lớn tới 22 phân. Một trong những cặp loa siêu khủng long nặng 1 tạ 2 đến từ USA. Phong cách thể hiện đa dạng các thể loại nhạc trên thị trường với chất âm của nó cực kỳ là tuyệt vời. Khi chúng ta thưởng thức các dòng nhạc bolero hay trữ tình hay sàn hay remix thì quý vị sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ được lên sàn thực thụ với cặp loa PV BV Dub 118 Series 3 lớn hết tầm của hãng. Và đây cũng là một trong những cặp loa cực kỳ là giá trị cho các phong cách chơi nhạc và sở hữu ở mọi không gian. Cho tới từ những không gian phòng khách hoặc nhà hàng, quán bar hay vũ trường mà chúng ta sẽ không tốn kém tiền phối ghép quá nhiều hoặc quá kỹ và cũng chẳng tốn tới một xu đầu tư thêm súp hay trầm khi hát karaoke. Với đặc trưng và phần thông số quý vị đã thấy rõ trên cặp loa PV BV Dub 118, quý vị và anh em quan tâm đăng ký kênh theo dõi và ủng hộ kênh. Để đáp lại toàn thể anh em thì tôi sẽ còn cập nhật rất nhiều những tuyệt phẩm loa. Ở đây thì chúng ta thấy rằng rất nhiều những cặp loa khủng long mà sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552, luôn dành cho những anh em có phong cách mau lẹ nhất, những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếp theo một vài thể loại nhạc nữa mà tôi hay thường test trên kênh để quý vị sẽ thấy được sự thể hiện cực kỳ là ngọt ngào của cặp PV BV Dub 118 3 na mã đến từ USA siêu khủng long. Một mai qua cơn mê say.
ngọt ngào không ạ? Với sự thể hiện của cặp loa khủng long bass súp 50 nặng mật tạ 2 và công suất ở ngưỡng 1.400W với model PVay BVDUP 118 Series 3, một trong những model lớn hết tầm của hãng đến từ Mỹ, còn đang mới và đẹp long lanh, rất đáng chơi và đáng sưu tầm. Trong đoạn clip này thì tôi test cho quý vị thấy rằng phần phối ghép ở phía sau, tôi đang phối ghép với cặp PVay này cũng là combo một con PVay model CS400X. Sở hữu 16 con sò sắt nổi tiếng, công suất khỏe như trâu để đảm nhiệm cho cặp BVDUP 118 có xuất xứ đến từ Made in USA, còn đang mới long lanh, và một con Vanker Dynatic CS10 cấu hình chuyên nghiệp cho karaoke lẫn nghe nhạc. Và bây giờ chúng ta cùng quan sát ở phía sau lưng của cặp loa này. Tôi sẽ quay cái mặt loa này về phía mặt trước, chúng ta cùng ngắm nhìn nó lại một lần nữa. Những cặp loa siêu khủng long trên kênh của Toàn Audio Nam Định, quý vị sẽ thấy được rằng rất đáng chơi và đáng sưu tập. Đó, tôi đã quay phía mặt sau. Ở đây thì chúng ta quan sát model PVay 118 Series 3. Đó. Theo thông số của hãng thì nó có công suất 200, 400 và tối đa tới 700W theo thông số của hãng. Hai rắc 6.5 ly và một rắc 3 chân để thiết kế cho đây là chúng ta chơi rắc tôi đang cắm ở cổng tổng 3 giải, và chúng ta cũng có thể chơi cổng phía bên phải là đảm nhiệm chuyên làm hai cái súp siêu khủng bát 50 có xuất xứ đến từ Made in USA. Đây là phần thông số phía bên dưới, chúng ta cùng quan sát này. Tôi sẽ zoom cái máy này lại một chút. Còn nguyên cả tem cờ phía bên dưới, nó còn rất là mới. Đó. PVay Median có xuất xứ Made in đến từ USA. Quý vị thấy rõ không ạ? Model Series 3 hết tầm chơi, còn rất mới. Tem cờ như vậy chúng ta thấy rằng tem cờ còn đầy đủ cho một cặp loa khủng long. Ở phân khúc quý vị thấy rằng phân khúc bass 50 và lên tới Series 3 của PVay, có lẽ rằng chúng ta thấy rằng nó là hết tầm chơi luôn rồi. Quý vị chưa nhìn thấy bass 60 đâu ạ. Bát 50 nó to như là một cái trống nàng rồi, mỗi một tiếng trống của nó thả nghe cái uỳnh nội tai một cái mà rất là phê. Như vậy chúng ta thấy rằng có đáng chơi và đáng đầu tư hay không thì trong đoạn clip này quý vị đã thấy rõ. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em trên toàn quốc với kênh của mình, và luôn dành cho những anh em có phong cách mau lẹ nhất những ưu đãi tốt nhất. Cắm cái rắc phía sau cái loa vào. Với những cặp loa như thế này thì ở trên kênh của tôi cũng lâu lâu quý vị lại thấy được xuất hiện một cặp, và toàn bộ những cặp loa này đều được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng, và chúng ta có thể thấy được ở cự ly gần nhất với cấu hình mà tôi đã giới thiệu rất là chi tiết trên kênh của mình. Anh em nào quan tâm tới bất kỳ sản phẩm nào có thể để lại tin nhắn dưới phần bình luận hoặc can đeo số điện thoại trên kênh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
statement.